Cần Thơ City. It's the biggest city in the Mekong Delta. I just arrived, so now this is the night market. So I will walk around the night market. Cần Thơ Market. Okay, now I come to the Love Bridge. So I hope I come here so I can find my love. Là mãi mãi anh đi theo cái này rồi. Tên anh trong cái này rồi, dùng cái này kia nha. Hello. So now we are from the hotel and now we will walk to the boat station to go to the floating market. Now it's 5 a.m. in the morning, so we have to start early because the market is very early. If we go so late, then the market is finished. So it's very early in the morning. Oh, so this is my roof. Yeah. Yeah, the riverside, yeah, the boat station is just in front. Okay, I have to hurry up because they're not going to wait for me. Some people do the exercise in the morning in the park. Okay, now we arrived to the boat station. Cái tấm dạ cảm ơn anh. Okay, here the boat. Okay, this is our boat. I will get on this boat. Oh, it's small boat. It's a wooden boat. Đừng gì bỏ em luôn rồi chứ.
ngày xưa nhà mình thì sao mà có nhiều bạn nhân viên riêng á, mà khách muốn trải nghiệm muốn tìm hiểu hết chợ nổi á thì đi từ lúc 4 giờ sáng cơ. Nhưng mà cái lúc mà đông đông nhất là mình phải đi sớm hơn nữa ha, cho nên mình có niên đại lịch sử khoảng trên 130 năm. Cái nhà lồng chợ Cần Thơ này cũng là nhà lồng xây cùng niên đại lịch sử với lại chợ Bình Tây, chợ lớn ở Sài Gòn mình á. Có nghĩa là đây là một trong những công trình cổ thời xưa Pháp người ta khai hoang lập đất ở khu vực miền Tây Nam Bộ, gọi là vùng đất Chủ Long Chính Rồng đấy, người ta đã xây dựng nên ngôi chợ này. Ngày hôm nay ở trên xe thì mình có bác tài ở dưới xuồng như thế này, thì mình có bác tài công. Mình cho bác tài công một tràng vào tay để bác đưa vào tay lái được không ạ? Dạ, cảm ơn các gia đình nhà mình ha. Hành trình đi hôm nay mình sẽ di chuyển ở trên sông Cần Thơ. Sông Cần Thơ thì đoạn này cái gì mà treo mà không bán? Cái gì treo không bán ạ? Dạ, quần áo chính xác ạ. Còn cái gì nữa không ạ? Cái gì đó mà tôi nghĩ cái hồ đi vào một chợ hồ em sẽ hỏi những câu hỏi để bây giờ mình suy nghĩ là sau đó là tới buổi trưa đi theo dự án thì em sẽ có chợ cho em để được tốt một quà nhỏ nhỏ thì để có được đi đảm bảo là sông Cần Thơ nó bị sạt lở đấy, bắt đầu có những cái người dân người ta bán cái cây Nam Bộ nhà mình, nhà mình có thể ủng hộ cô ăn với chị vú sữa đó nhà mình, vú sữa với xoài. Miền Tây thì người ta sẽ có những nhà ven sông này, thì những nhà ven sông này sẽ có một số nhà thì người ta có nhà vệ sinh hiện đại, nhưng một số nhà thì người ta vẫn sẽ có một số nhà vệ sinh gọi là có hơi nghiêng một tí. Và chính vì nhà người ta xây dựng sát ở bên sông như thế này, rất là nhiều những cái cây ở Cần Thơ cũng như là ở Kiên Giang và Bạc Liêu á, nó sẽ bị sạt lở bờ sông. Như là qua nó nói trên xe là một đêm ngủ đêm mất trắng tất cả, nên là nó sẽ bị sạt lở, tại vì sông này rất lớn, ầu thuyền nghe lớn đi rất là nhiều, nên sóng đánh thì nó không đảm bảo là cái chân đất ở trong nó còn an toàn. Và người dân này người ta làm cái đồi kè nó không có chắc chắn, người ta chủ yếu là dọc cho gia đình với cái nhà thôi, chứ người ta không dọc kè nhiều. Nên đó là từ cái quán có nhà hàng, có quán ăn, có cháo lòng, có cà phê. Ở đây có cà phê, người ta gọi cà phê chợ nổi là cà phê kho á nhà mình. Và có nghĩa là cà phê người ta để trên cái bếp đòn, người ta hâm nóng liên tục, nên người ta hay gọi là cà phê kho. Cà phê ở miền Tây thì nó khác cà phê ở Sài Gòn ở chỗ là có nghĩa là đen hơn cà phê Sài Gòn. Và cà phê ở miền Tây thì mình lưu ý là mình nên dặn người ta ký là có ít đường hơn, bởi vì là cà phê Sài Gòn là mình uống tương tự chè vậy đó. Cà phê miền Tây uống tương tự chè vậy đó, người ta bỏ cái đường ở dưới nhiều lắm, nên mình kêu bỏ ít đường thôi. Ở đây cũng sẽ có những cái trạm dừng chân á, sẽ có những cái nơi mà người ta buổi tối giao lưu lịch ra tài tử hát karaoke rồi kiếm tiền. Đây là mình đang vào chợ nổi đấy, cho nên nhà mình có thể dùng bằng điện thoại quay phim lại nó sẽ dễ hơn á. Cái còn trường hình thì nhiều khi mình chỉ thấy một góc nào đó của chợ nổi thôi, còn quay phim là sẽ hay hơn. Những cái ghe lớn thì người ta nó không bán lẻ cho gia đình nhà mình các bạn, những cái ghe lớn là phần dưới chợ nổi đây nè. Cái xuồng nhỏ thì người ta sẽ chở từ trong đất lên trong cái đạn nhỏ, cho nên người ta bán tỷ tỷ đạn, bán tỷ là trên cái này nha, nó chở đi Campuchia, nó chở đi lên Sài Gòn và những cái tỉnh khác, những địa phương khác để các bạn. Đây làm không? Đâu, đây đâu. Rồi, có muốn đồng ý không anh chị ơi? Ở trước cái đầu ghe nào người ta cũng trồng cái cây đó, cho nên là mình đó là cây đậu hàng đó, cây cây tàu, cây nào để treo đậu hàng. Nhưng mà có những thương hiệu thì người ta không có treo đậu hàng, người ta treo cây đậu hàng.
thứ sẽ không thể nào treo lên nó được, chẳng tưởng như cái bán cái hố bự nữa thì không treo được, treo nó rất là cái đó chỉ treo được những cái nhà nhỏ thôi, cà rốt, khoai tây hoặc là trái cây gì nữa đúng không, chôm chôm, măng cụt này kia thôi. Và nếu như mà muốn người ta muốn dừng lại, muốn kết thúc cái kiếp thương hồ của họ, người ta không muốn lên đây ở trên sông này đây mai đó nữa, không muốn bán ở chợ nữa, người ta muốn bán lại cái răng hoặc là cái nghe này thì người ta sẽ để cái lá dừa nước đằng trước, lá dừa nước đằng trước là để báo hiệu là tôi muốn bán cái nghe này, bán cái xuồng này. Còn tối nhà mình đấy thì là con gái ở đây ấy nha, ở đây cũng có lễ hội cưới hỏi những ngày kia các thứ, thì đối nhà mình con gái tới tuổi tập kê lấy chồng á, muốn báo hiệu là nhà tôi có đứa con gái thì giờ nội thì ế, có nghĩa là mình về cao bán tới tới cái đoạn mà báo động rồi đó thì người ta treo cái gì ở đầu nghe cười suy nghĩ đi ha, từ bây giờ đến khi đi coi dự án Phoenix City thì mình sẽ có một trả lời cho thằng để biết có một phần quà. Người ta bán trái cây, người ta chơi trái cây vậy, không biết bán bất động sản kéo gì, bán bất động sản kéo banner kéo banner Phoenix City kỳ quá, đợt này khách đi coi thì bị treo banner ở trên phía nghe nè, treo lên đăng ký treo lên phía nghe đó, của nghe treo cái là tự nhiên dự án của mình đâu liền à. Nhà mình chưa ăn sáng một xíu nữa, nhà mình có muốn dừng chỗ nào ăn sáng không nhà mình? Sáng qua này không hay là về gần khách sạn tự túc ạ? Gần khách sạn thì vẫn có hủ tiếu bún gì đó thôi. Yeah, they sell wholesaler and retail. Yeah. Ở đây thì họ cũng chỉ bán hủ tiếu với lại cháo lòng với lại cà phê nước ngọt các thứ thôi cô chú. Bún riêu cua đồng. Cũng riêu cua đồng á, thấy người ta xếp bí không nhà mình, mà những cái trái bí cũng như là những cái trái dưa hấu á rất là nặng. Cháu lòng ở nhà mình đó, có cái chú đó bán cháu lòng cho nghe đó. Sao có nghe nào vậy thì bán nước thì cháu lòng thì mình chết. Chúng ta biết là thấy nước kìa, đang nước kìa. Chứ đồng lành. Chứ không. Chứ bây giờ em thấy hai mấy các bạn khách này như vậy. Đây có quán ăn đặc sản miền Tây này kìa, nghĩa là ở dưới trên bờ có gì ở dưới chợ nổi có đây hết trơn đầy đủ hết. Hủ tiếu à? Nu được súp. Bán cái gì vậy con? Cháo làm bún riêu hủ tiếu này nhà mình ăn không? Okay, now we will stop here and eat breakfast. We will have some noodle soup.